thơ chuột quá. Rồi hai vợ chồng. Hai vợ chồng đó. Quá trời. Bây giờ sáng anh đi tới chỗ luôn hả? Thì vô coi lén chút. Vô coi. Công an đậy chứ. Là anh hay chắn. Anh hay lúc mấy giờ? Thì lúc 5 giờ tới hay rồi. Là anh hay mấy giờ anh nói? 5 giờ đi coi đi lén coi chút rồi thấy công an đang làm việc ở trong á. Sáng anh mới đi hay là tối là bị anh có hay chưa? Thì nghe nói tới 1 giờ bị rồi. Sáng anh... sáng 5 giờ bà xã lên xe đi chỗ đốc nè. Hay rồi, vô tới nhà thấy sao? Thì khủng khiếp không? Khiếp, thấy công an vô làm việc trong mình đứng ngoài dòm thôi. Hồi sáng anh đi coi thấy như thế nào? Hả? Cảnh tượng sao anh? Kể cho em nghe coi. Trời ơi. Cái thơ chuột quá. Trời ơi, hai vợ chồng. Hai vợ chồng đó. Quá trời. Bây giờ sáng anh đi tới chỗ luôn hả? Thì vô coi lén chút. Vô coi. Công an đậy chứ. Là anh hay chắn. Anh hay lúc mấy giờ? Thì lúc 5 giờ tới hay rồi. Là anh hay mấy giờ anh nói? 5 giờ đi coi đi lén coi chút rồi thấy công an đang làm việc ở trong á. Sáng anh mới đi hay là tối là bị anh có hay chưa? Thì nghe nói tới 1 giờ bị rồi. Sáng anh... sáng 5 giờ bà xã lên xe đi chỗ đốc nè. Hay rồi. Vô tới nhà thấy sao? Thì khủng khiếp không? Khiếp, thấy công an vô làm việc trong mình đứng ngoài dòm thôi. Thấy máu men đầy nhà luôn hả? Còn chồng nằm trước cửa, nằm trên giường trước cửa nhà. Rồi vợ lúc đó nằm ở đâu? Trong nhà? Thì nằm trong nhà nên công an người ta đâu có cho vô, ta đang làm việc ở trong mà. Rồi anh vậy là chồng đắp mền đầy cơ. Đúng. Rồi anh có gặp ông này thường không? Không, ít gặp lắm. Ít gặp lắm hả? Rồi anh thấy ông này Quang, tên Quang. Ờ, mà có nghĩ là cái ghen tuông không? Nghe nói chị này cũng đâu, xinh gái lắm á. Không biết chuyện ta, gia đình ta đâu. Ừ, có người nói là ghen tuông gì đó. Mà khi nghe nói một phần bà con kể nói anh này làm cái nghề giết mổ heo. Giết mổ heo. Bây giờ đó là giờ đúng giờ mọi người 2 giờ giờ anh đi làm luôn. Nó chắc ảnh chắc bị quan tưởng quá ta. Gia đình ta mình đâu có biết. Có khi là anh bị quan tưởng, anh nghĩ vợ mình là cái con heo không? Nghe sử dụng cái dao rất là bén luôn á. Dao mổ heo mà. Trời ơi trời. Nghe chóng mặt luôn. Thì bà con dòng xóm thì thấy là ai đều sợ hết luôn, tại vì nó tràn đầy nhà hết. Sáng anh lại đó mấy giờ? Khoảng 5 giờ. 5 giờ sáng? 5 giờ. Đông chưa? Đông quá đông. Công an. Hồi đó là bên cơ quan công an lại chưa? Có rồi, công an luôn đầy luôn. Như công an thì lại lúc khuya luôn rồi đó, khuya ở tới sáng luôn nghe nói. Khám nghiệm hiện trường rồi mổ xẻ thì tới sáng luôn đó. Thì anh đâu có từng biết anh này hả? Có quen, có biết. Có biết hả? Ừ, nhà cũng xóm gần đây nè. Mà nghe, anh có nhậu nhẹt không? À, chắc nó nhậu à, mấy dám. Thì nghe con kể lại thì nghe nói là ba cũng nhậu cũng thường lắm, nhậu về quậy. Đứa con á, đứa con trai thì kể rồi. Rồi anh coi xong mấy giờ anh về? Coi khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng anh lúc đó ta bàn giao cho gia đình chưa? Chưa đâu, đang làm việc. Làm việc bà vợ xong cái kéo xác chồng vô. Thịt của gì trong. Cái là khám nghiệm vợ xong. Khám vợ xong rồi mới cái khám tới chồng.
trồng, nghe nói thì uống thuốc, loại thuốc dưỡng cây á. Thuốc gì? Thằng con kể là thuốc để tưới mai. À, dưỡng mai á, nghe nói bà con ấy kể. Nó chở vô không kịp mà. Chở đi bệnh viện không kịp, tới độ lớn là anh này sụi rồi. Đi nghe nói đem đi bệnh viện mà đi gì bệnh viện đâu có tới. Thấy sợ luôn hả? Vô thấy sợ luôn hả? Lạnh người không? Hả? Nó thấy lạnh người luôn hả? Lạnh người. Anh vô anh thấy chỉ nằm sao? Nằm... Thì... Bà vợ đó, nó quan làm việc ở trong mình đâu có thấy. À, là vô thì không thấy đâu. Đứng ở ngoài coi. Thấy chồng á, thì nằm đắp bàn nó trước cửa nhà. Đây trên giường, ngủ trên giường. À... Nghe là... Chồng với người vợ nằm gần không? Thì vợ... Con anh ta làm việc ở trong. Còn chồng nằm ở ngoài, đắp mền ngủ ngoài, nằm ở ngoài. Ừ. À, thế vậy là cái hồi chở đi bệnh viện mà rồi kịp đến đi chưa tới bệnh viện mà chưa tới bệnh viện rồi mà chạy về cái để đó một chút tới nhà. Bỏ lại hai đứa con. Thấy tội quá rồi, con ai là sẽ là người nuôi nè. Con cũng lớn quá tuổi. Nghe nói bà nội bên ngoại người nào cũng lớn tuổi hết trơn rồi mà còn không biết là ai. Hai đứa con trai nữa. Cũng mấy tuổi. Nhà có đông nhà đâu. Dạ có nhà. Cái đường tập quán chạy xuống chút mà. Dạ có nhà. Đi làm gì? Nó đi chạy xe. Hôm sáng có đi coi suốt. Ủa hôm là khoảng mấy giờ hay con ha? Nói 12 giờ mấy gì á. Lúc đó con ngang vô chưa? Chưa. Lúc đó ai phát hiện ta? Cái trùng số nó đi tại này. Ừ, nó hay chính xác nên nó nói. À. Sáng là chắc con ngang vô, mới sáng mới vô quá ha? Ừ, sáng mới vô. Sáng con ngang mới vô mới làm. Chị hỏi trùng số là hồi hôm là có công an đó đi coi á. Vậy hả? Ủa chắc là rờ bao á. Công an với trưởng ấp. Nếu mà bên ấp hay á, là ta giữ hiện trường rồi báo cấp trên. Ấp hay mới báo nữa đó. Không mà ai biết trước tặng mình mới vô mới thấy á. Tại vì nghe nó đóng cửa ngủ mà. Ông chồng chắc, ông chồng nó kêu cái thằng chú của nó đó. Chồng uống thuốc xong mới vô ngủ mà. Được không? Dí tạm nha mẹ. Ừ, tạo ơi điện thoại tạ tốt hay đâm rồi lạnh anh để tạ điện thoại chú hả? Anh mất sâu chừa không tám. Cô gặp cái anh nó thường không? Gặp anh nó ra vô đây thường không? Hai chồng á? Không, đâu có vô nhà anh ta gì? Không ta có ra đây uống nước hay là đi ra vô gặp thường không? Đi đám này kia không từng gặp hả? Chỉ là con của tôi, chồng nó nhỏ. 0844. Ở nhà này ở 178918. Nhà bà này ở bên Sơn Lận. Nhà con bà thì có chồng ở bên đây. Dạ. Rồi đến hả? Rồi. Ủa vậy là cô ở gần đây mà cô thấy có hai chồng có ra vô đây không con? Ừ, ít thấy đặt lắm. Hai chồng làm gì, nghề gì? Thì vợ nó ở nhà chồng nó trông theo. Cao tuổi luôn. Đi giấc mỏ á. À. Hội trưởng cao tuổi. Còn cô ở vậy không đâu có đi đâu. Thì ảnh làm cái nghề làm heo hả? Trời ơi trời, ổng ra tay vợ, ổng không gúm tay luôn á. Còn đường này, tụi nó ít cái xuống này á. Tụi mấy đứa vợ chồng đó. Không, ít đi qua nặng, ăn uống sáng. Mấy có ghen tuông gì không ta? Mình không có. Mình không có từng nghe, nó chỉ nghe là bị xảy ra cái chuyện này. Tại nhập viện thôi ta chọt liền 200 là lâu lâu đánh mà. Đánh vậy à? Đánh suốt vậy đó. Không nghe. Chắc là chưa ai đi chúng khoảng 3 giờ mới đi chúng nắng nè. Vô chắc nhìn thấy cảnh tượng này thấy sợ luôn á. Anh này anh không ớn tay luôn, anh làm nghề đến quen vậy. Anh làm nghề heo mà. Làm nghề heo mà, bằng heo mà. Ghê thiệt. Biến lắm ha. Nghe cô nói mấy
bữa trước, cả tháng rồi, hai vợ chồng cự cãi rồi đủ vợ nhiều quê mẹ. Thì hồi nãy em mới vô á là nghe ông chú ông nói là cũng chở nhau đi chơi ăn mấy chị nói chị ba gặp nhá. Gặp rồi vui đùa. Có cho chị bạn á. Vui đùa nói chuyện giỡn hết nó tại sao mà mấy chị qua chở đi ăn uống mà. Nãy em nghe cái ông kia nói là mới chuyện qua là ổng chở vợ ổng đi ăn gì đâu nữa. Giỡn hết. Mới ngày qua luôn. Mà nghe có người nói 2-3 ngày trước có chở vợ đi sắm đồ nữa đó. Nó vợ đâu có hai vợ chồng đó, đâu sách bích gì đâu, nó chở đi chơi hoài chứ đi hoài. Chứ mình đâu có biết. 18 cái rồi bên đây. Vậy là cái này chắc con Nghi chắc có sự ghen tuông quá hay con? 18 ấy. Tại vì nghe hô là con vợ đẹp lắm. Không sao. Không sao à. Vợ bà đẹp đẹp không con? Vợ. Đẹp hả? Coi được thôi, cũng không có hơn ai. Chắc nhưng mà đắng. Ghen. Đắng thì lê tả nhóc nó ai tả cái nhá không sao nữa. Cảm ơn.